Vâng, buổi lời chào cho toàn thể các bác yêu cây. Hôm nay con đi video mặt em rất vui khi được quay trở lại với các bác, chia sẻ một cái dòng kéo, đó là kéo hàng Sanda 210 của bên cơ sở em mới về nha các bác nhé. Và trong cái video ngắn hôm nay thì em muốn giới thiệu với các bác về cái dòng sản phẩm kéo Sanda cắt cành hàng loại 1. Bác nào mà quan tâm đến cái dòng kéo này thì hãy xem hết video để nghe em chia sẻ về cái dòng kéo loại 1 như nào các bác nhé. Hàng loại 1 ra sao và giá thành bao nhiêu thì em sẽ báo luôn trong cái video này để các bác nhà mình nắm được. Đầu tiên là một chiếc kéo Sanda, các bác mua về nó sẽ như này nhé. Để một chiếc kéo Sanda các bác mua về này, các bác sử dụng các bác sẽ mở cái phần tay cầm ở đây ra, mở cái phần tay cầm này ra thì các bác nhà mình sử dụng. Đây là một chiếc kéo Sanda hàng loại 1, đều có chữ in chìm ở trên lưỡi kéo các bác nhé. Và đặc biệt là có ốc chốt màu đen ở giữa, vòng quanh ốc chốt thì đều có răng cưa. Tất cả các chữ đều được in bằng chữ chìm các bác nhé. Đây là hàng loại 1, chuẩn 100% luôn. Đây là lò xo của kéo này. Lò xo rất là khỏe. Và đặc biệt nữa là cái dòng kéo loại 1 thì đều có chế độ chống trượt cho này các bác nhé. Còn hàng loại 2, loại 3 này không có chế độ chống trượt đâu ạ. Đây là hàng loại 1 này, có chế độ chống trượt, chế độ chống trượt và chế độ tự mài nhé. Đây là một chiếc kéo chế độ tự mài hàng Sanda loại 1 nhà em. Để các bác nhà mình khi sử dụng giữ được chiếc kéo nhà mình luôn được sắc bén, tất cả các ốc chốt đều rất là chắc chắn các bác. Đây em sẽ quay gần để các bác nhà mình xem nắm được nhé, tất cả các ốc chốt đây. Và đặc biệt thì cái phần tay cầm được thiết kế một cái phần đây ở tay cầm, đó là phần cao su để các bác nhà mình khi sử dụng sẽ không bị chống trượt, bị trượt các bác nhé. Đây là cái phần chống trượt này của kéo này. Đây là chiếc kéo Sanda hàng loại 1 các bác ạ. Em sẽ quay gần để các bác nhìn mình nắm được ạ. Và chiếc kéo Sanda hàng loại 1 này cắt được cành bằng ngón tay các bác, ngón tay trỏ, ngón tay út ạ. Đây là chiếc kéo Sanda hàng loại 1 các bác nhé. Bên cơ sở em luôn luôn cung cấp hàng loại 1 để gửi tới các bác nhìn mình. Cho nên là khi các bác nhà mình đến với cơ sở em thì hãy luôn yên tâm là bên cơ sở em chỉ có hàng loại 1 để gửi tới các bác thôi ạ. Và sau đây thì em cũng xin được báo giá luôn về cái kéo này để các bác nhà mình nắm được ạ. Chiếc kéo này em đang gửi tới các bác giá là 180.000 trên một cây. Và em miễn phí ship các bác nhé. Bác nào mà đang quan tâm tới cái dòng kéo này thì hãy nhớ đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để có thể theo dõi được thật nhiều video bên cơ sở em chia sẻ. Tất cả các sản phẩm bên cơ sở em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm thì nhớ để lại số điện thoại để đặt hàng. Qua đầu số điện thoại em để cạnh video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và gặp lại các bác ở những video sau ạ. Và khi các bác mua một chiếc kéo Sanda thì em sẽ gửi tới các bác là một hộp như này các bác nhé. Bên trong sẽ được tặng thêm một lò xo để các bác nhà mình có thể thay thế khi mà lò xo cũ bị hỏng hay là bị giãn nhé. Cảm ơn các bác đã xem video ạ. Chào các bác.